Spy Room đã có group Facebook. Nhưng sao nó lạ lắm? Bruh. Bạn có thể tham gia các thảo luận văn minh. Người em ở đâu? Về nhiều kiến thức và sự kiện thú vị. Hey. What the? Bruh. Chất lượng news feed của bạn có thể tăng lên 1100. Hoặc không. Tham gia chúng tôi biết chúng tôi không biết gì hôm nay để không bỏ lỡ một drama hay bất cứ thảo luận nào. Hey, chào cả nhà, lại là mình Isa đây. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với Spy Room. Vào nay là bài viết của tác giả Demi Nguyễn. Tại sao phải kết hôn khi cuộc sống độc thân đang rất vui vẻ? Ok, chúng ta cùng bắt đầu nhé. Những người đã lập gia đình có thể đang cười vào mặt tôi khi đọc cái title này. Nhưng khi đang là một người độc thân vui vẻ, lại chuẩn bị sa vào lưới của vị thần hôn nhân, tôi cần có thêm lý do để thuyết phục mình rằng việc tôi sắp làm là đúng. Có lần tôi giật mình khi lướt thấy một cái title: chọn sống độc thân, sự ích kỷ của giới trẻ. Ôi dào, tôi chỉ nghĩ đó là cuộc đời của tôi, sự lựa chọn của tôi, chứ nào biết rằng sự tự do của mình lại là ích kỷ với ai đó đâu. Nếu cứ yêu ai đó và thích là cưới thì điều đó không có phù hợp với tôi. Dù chẳng có sự chắc chắn nào trong tình yêu, nhưng việc lựa chọn qua loa sẽ khiến tôi bất an cả đời. Và cứ như vậy cho tới nay, tôi vẫn trải qua cuộc sống độc thân tự do mỗi ngày ở một thành phố xinh đẹp như bao bạn trẻ khác. Thời gian trong ngày sẽ phân bổ cho việc đi làm, đọc sách, chơi game, tập thể dục, skincare, viết lách, lướt mạng xã hội và ăn bất cứ cái gì mà mình thích. Trong giới hạn cho phép thôi. Tôi cũng không có gánh nặng là phải giúp đỡ gia đình vì bố mẹ tôi cũng không yêu cầu. Nhưng mà tôi có một chút áp lực với nợ tín dụng. Nói chung thì áp lực này cũng không quá lớn. Nhưng mà đôi khi stress, tôi nhân nó lên gấp 3.000 lần và làm đủ trò lố lăng không tả nổi. Đã lỡ yêu Spy Room rồi thì subscribe ngay thôi. Và đừng quên bật nút thông báo để xem những video mới nhất từ Nhà Nhện nhé. Tất nhiên, đó chỉ là đôi khi mà thôi. Còn những ngày bình thường của tôi á, cũng trôi qua khá là êm ả. Tôi còn ở chung với bạn trai, nhưng điều đó thì cũng không ảnh hưởng cho lắm. Vì mấu chốt là tôi chưa kết hôn. Mindset của tôi là phụ nữ độc thân là phụ nữ không có quan hệ hôn nhân hợp pháp theo quy định của pháp luật, theo nghị định tháng 10 năm 2015. Nếu bạn nghĩ tôi ở với người yêu và phải phục vụ anh ý á, điều đó không bao giờ xảy ra. Lý do đơn giản nhất khi quyết định về ở với nhau đó là bọn tôi có thể gặp nhau bất cứ khi nào mà không phải vượt qua 60 cây số, ăn cùng nhau hay là thoải mái trò chuyện mà không cần quan tâm đến vấn đề wifi hôm nay mấy vạch. Còn ngoài ra, công việc cá nhân của mỗi người thì cũng không ảnh hưởng. Vì quá trình chung sống khá là hòa thuận và thú vị, nên tôi nghĩ mình cũng chả cần kết hôn. Cứ như vậy là cũng ổn rồi. Tôi đã định cắt cái phần này đi đấy, vì nó có thể gây hoang mang cho người xem về cái từ độc thân ý mà tôi muốn nói đến ở đây này. Nhưng vấn đề mà tôi thực sự muốn làm rõ đó là kết hôn và chưa kết hôn, thậm chí là cả khi chung sống rồi, khác nhau như thế nào. Tôi chưa làm chuyện đó bao giờ thì tất nhiên tôi đã kết hôn đâu. Nên tôi nghĩ kết hôn là lên phường bảo với cán bộ rằng là bọn tôi muốn có một tờ giấy để chứng minh là vợ chồng hợp pháp. Sau khi ký xong, bọn tôi sẽ mang tờ giấy đó về, cất vào trong ngăn kéo. Bố mẹ sẽ tổ chức lễ cưới linh đình để ăn mừng con mình chính thức sập bẫy. Sau đó nam nữ về sống chung một nhà, thay phiên nhau quét nhà, giặt đồ, nấu cơm, chăm sóc con cái. Ngày nào cũng gặp nhau, thi thoảng thì vui vẻ, thi thoảng thì cãi lộn. Vài cặp thì sống chung đến già, còn một số khác thì ly hôn. Cũng như tất cả những sự việc khác trên đời, hôn nhân cũng có hai mặt, tốt và xấu. Ít hay nhiều thì đều phụ thuộc vào những yếu tố mơ hồ như là may mắn hay là sự hòa hợp. Nói chung thì, tôi thấy hôn nhân hay tình yêu á, đều là những thứ không thể nắm bắt trong lòng bàn tay. Mà với bản tính của một người chắc cốp, dễ tổn thương vì đổ vỡ như tôi, thì tôi khá là hoang mang khi chuẩn bị kết hôn. Ai cũng biết, tình yêu là thứ dễ thay đổi nhất trên đời này. Bằng chứng về những lời hứa mùi mẫn làm chấn động thế giới và những cuộc tan vỡ chóng vánh hiện diện ở khắp mọi nơi mà con người có thể nghe, nhìn hay thậm chí là tham gia vào dàn nhân vật chính. Và điều tôi từng rất thắc mắc đó là người ta đăng ký kết hôn để làm cái gì khi mà nó không mang lại sự chắc chắn như vậy. Và sau này thì tôi mới phát hiện ra rằng mục đích của kết hôn không phải là đảm bảo cho tình yêu khỏi sự tan vỡ. Hãy lật đến chương 4 của luật hôn nhân và gia đình năm 2014 mà xem. Nếu hết tình cảm, đời sống vợ chồng không hòa thuận, hoặc trong vài trường hợp khác theo quy định thì quan hệ hôn nhân sẽ chấm dứt. Hôn nhân hợp pháp cốt yếu là sinh ra để bảo vệ quyền công dân. Một khi đã tự nguyện ký vào giấy đăng ký kết hôn và đồng ý rằng chúng ta sẽ chung sống trong sự tôn trọng
bình đẳng, tương trợ thì anh và tôi đều phải chịu trách nhiệm nếu vi phạm những nguyên tắc đó. Nếu anh ngoại tình và chung sống với một người phụ nữ khác, pháp luật sẽ bảo vệ tôi. Nếu chúng ta cùng nhau gây dựng nên một khối tài sản, tới một ngày cô muốn bỏ đi cùng tình nhân và mang theo hết tài sản, thì pháp luật sẽ can thiệp và giúp tôi nhận lại số tiền xứng đáng thuộc về mình. Tất nhiên, đó chỉ là ví dụ thôi, nhưng có thể thấy một điều, đó là ở một khía cạnh nào đó, hôn nhân đôi khi không giúp nâng đỡ yếu tố tình cảm cho câu chuyện này. Vậy tóm lại, so với việc chỉ sống độc thân thì chúng ta được cái gì? Về cái được của hôn nhân mang đến sự tương trợ của nhiều người trong gia đình hơn là chỉ có một cá nhân đơn lẻ. Điều này khá là quan trọng nha, vì nó không chỉ có ý nghĩa trong đời sống tinh thần mà còn là đời sống vật chất nữa. Hai người giải quyết vấn đề luôn nhanh hơn một người. Đó là chưa kể còn có sự giúp sức của hai bên nội ngoại. Nhờ hôn nhân, tình yêu nam nữ có được sự tôn trọng và công nhận của pháp luật và toàn xã hội. Tất nhiên, theo một vài người thì tình yêu chỉ cần biết nhau là đủ. Nhưng nó chỉ có giá trị tinh thần. Còn khi kết hôn rồi, hai người sẽ gắn bó với nhau, không chỉ về tình cảm mà còn về quyền lợi, trách nhiệm xây dựng gia đình. Hôn nhân tuy không thể tạo nên một chiếc lồng giữ chặt tình yêu, nhưng lại tạo ra chất keo để gắn bó tình yêu, một tình yêu xây dựng bằng mọi phương diện lý tưởng. Do là một mối quan hệ chính thống được pháp luật bảo hộ, nên so với những người chỉ yêu và sống chung với nhau như vợ chồng, thì hôn nhân bảo vệ quyền lợi chính đáng và hợp pháp của công dân. Và điều này cũng đã được đề cập ở phía trên. Con sinh ra trong thời kỳ hôn nhân hoặc là do người vợ có thai trong thời kỳ hôn nhân sẽ được công nhận là con chung của vợ chồng mà không cần thực hiện thủ tục xác minh. Lúc này, đứa trẻ sẽ được khai sinh, sống chung gia đình đầy đủ, có cha mẹ chung sống một cách hợp pháp. Còn đứa trẻ sinh ra trong thời gian nam nữ phát sinh quan hệ tình cảm mà không kết hôn được gọi là con ngoài giá thú. Nếu bố mẹ muốn nhận con hoặc ngược lại, họ phải yêu cầu với chính quyền và thực hiện thủ tục xác minh. Ngoài những lập luận trên, hôn nhân mang đến cho con người những điều tuyệt diệu mà không quy định pháp luật nào có thể mô tả được. Đó là cảm giác ấm áp của một gia đình thực sự, là khi cha mẹ có thể sống với nhau bằng cả tình yêu và trách nhiệm, cùng nhau chung sống, kể cả những lúc ốm đau bệnh tật, sinh ra những thiên thần bé nhỏ, sau đó nuôi lớn chúng nên người. Chẳng có ngôn từ nào có thể diễn tả hết sự thiêng liêng cao quý đó. Vậy hôn nhân khiến chúng ta mất cái gì? Sự riêng tư. Chúng ta sống chung cùng vợ, chồng, con cái, thậm chí là cả bố mẹ nữa. Nếu gia đình yên ấm, cả nhà hòa thuận, thì việc chung sống tạo ra niềm vui rất lớn. Còn không, thì tạo ra áp lực cũng khá lớn. Dù thế nào, thì chúng ta cũng không thể tự do như lúc độc thân nữa. Quyền tự quyết cũng giảm đi, do phần lớn mọi quyết định đều có sự tham gia góp ý của vợ hoặc chồng. Độc lập tài chính. Phong cách sống tự làm, tự tiêu đôi khi khiến chúng ta thoải mái. Nếu kết hôn thì chúng ta sẽ có tài sản chung lớn hơn, tiềm lực tài chính lớn hơn. Nhưng mặt trái đó là cái gì chung thì đều cần có sự quyết định của cả hai. Chưa kể là thu nhập mỗi tháng phải phân bổ hợp lý cho sinh hoạt chung, con cái và hàng nghìn khoản chi phí khác trong gia đình. Nếu sống cùng một nhà mà tiền ai người đấy tiêu, không có sự tương trợ lẫn nhau, thì việc này cần có sự thống nhất và tính toán cao độ. Tự chủ về thời gian. So với khi độc thân, chúng ta hoàn toàn linh hoạt, sắp xếp thời gian tùy theo sở thích, thì sau hôn nhân, chúng ta phải phân chia thời gian rảnh đó cho gia đình. Nghĩa là, thời gian để tập trung phát triển sự nghiệp, chăm sóc bản thân, tụ tập bạn bè sẽ bị phân tán khá là nhiều. Mức độ phân tán tùy thuộc vào từng gia đình và sự sắp xếp của mỗi người. Quyền tự do tán tỉnh và quan hệ tình cảm. Bạn cứ thử có người yêu khi có vợ mà xem. Tất nhiên, những lý lẽ ở trên chỉ mang tính liệt kê tương đối thôi. Có những điểm được cho là tốt thì chưa hẳn là đã tốt và ngược lại. Ví dụ như là thời gian dành cho gia đình, nhưng đôi khi khoảng thời gian này lại quý giá hơn nhiều so với thời gian dành cho những công việc khác. Thực ra mọi vấn đề đều có hai mặt, và hôn nhân cũng thế. Vì vậy, nếu đã lựa chọn thì phải chấp nhận cả mặt tốt và mặt xấu. Quy luật của cuộc sống mà, luôn là những lần đánh đổi như vậy. Tôi chẳng muốn mang chuyện được mất ra để nói về hôn nhân, vì tôi luôn ngầm công nhận hôn nhân là một mối quan hệ thiêng liêng và giá trị nhất trên đời. Tôi lớn lên trong một gia đình tương đối là hạnh phúc, có đủ bố và mẹ. Bố mẹ cư xử với nhau ra sao, cùng nuôi tôi và các em khôn lớn với những cảm xúc vỡ òa như thế nào. Và bên cạnh đó, tôi cũng nhận thức được sự thiệt thòi của những người độc thân sống xung quanh, phần lớn là lúc họ về già. Chứng kiến nỗi tủi thân của vài người bạn là con ngoài giá thú.
chúng ta vốn chẳng thể phán xét điều gì về hạnh phúc của người khác, nhưng cũng không thể phủ nhận giá trị to lớn của hôn nhân. Cá nhân tôi, sau khi đã xem xét những trái phải trên kia, thì tôi vẫn muốn kết hôn, vì tôi luôn mong muốn được khám phá nấc thang cao nhất trong tình yêu, cùng những trải nghiệm mới, trong vai trò của một con dâu, người vợ, người mẹ đích thực. Tôi thấy bản thân mình phù hợp với trải nghiệm này và tôi chấp nhận đánh đổi những gì cần thiết phải đánh đổi. Về bản chất, hôn nhân không nên được đánh giá là một quy chuẩn, mà đơn giản chỉ là sự lựa chọn. Mà lựa chọn tốt nhất là lựa chọn khiến cho con người hạnh phúc nhất. Tôi muốn kết hôn vì nó phù hợp với tôi, còn bạn độc thân thì đó là quyền của bạn. Cho những người có ý định kết hôn, bên cạnh những suy luận dài dòng bên trên và xem xét những yếu tố tình cảm, sự đồng điệu về thể xác, hòa hợp trong suy nghĩ, chí hướng, nếu cảm thấy đã đủ thuyết phục thì cứ mạnh dạn kết hôn thôi. À, nhưng mà phải có người yêu trước đã nhỉ. Chúc các bạn may mắn. Hy vọng các bạn sẽ thích video lần này và đừng quên like, share, subscribe ủng hộ cho chúng mình. Và nếu các bạn thích những nội dung như trên thì hãy đăng nhập vào spyroom.com. Mình là Isa, xin chào và hẹn gặp lại.